Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu ở đây là lô 16 cái cần câu lua và giảm mình báo trên video này là chưa bao gồm phí ship. Ship code toàn quốc bên mình thì vẫn là 40.000 một đơn đối với cần và các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ở đây mình có mã số 1 đầu tiên là một cây cần rút mini. Cái này là cây rút mini của hãng Abu nha, Abu Gaisa. Cái này là cây dòng này là dòng Abu Israfil. Cái này là một cây cần rút như thế này các bạn. Cái này thì ngoại hình thì còn rất là mới đẹp. Cái này giống như là hàng mới, hàng lướt 99% luôn nha. Có hộp, túi, sách đầy đủ. Thông số của nó như thế này. Cái này là cây Abu, dòng này là dòng Abu Israfil, dài là 6 feet, tương ứng là dài 1m8, độ cứng là cứng UL. Dòng này thích hợp cho khách nào lui suối này, câu trắc, câu dìa, câu hói. Ngọn của nó là 1.1 ly. Ngọn 1.1 ly nặng là 89g, thu gọn và là 55cm nha. Cái này thì khuyên của nó là khuyên Fuji. Bát này là bát vặn, cần rút. Lô mồi của nó là lô từ 0.6 đến 8g, tải cá là từ 1 đến 5 lb. Cái này thì tải tầm khoảng 2,5-3kg. Dòng này thích hợp cho khách nào lui suối này, câu dìa hói hoặc là cho khách nào câu mực. Phần tay cầm của nó, tay cầm của nó là tay cầm cán mốt xốp như thế này. Cái này là một cái cần máy đứng nha các bạn. Bát của nó là bát Fuji, bát vặn. Khuyên này là khuyên Fuji. Đây, khuyên Fuji loại đá sáng. Bu của nó là dòng bu phu xít chống xoắn như thế này. Ngọn 1.1 ly. Kết hợp cho khách nào câu tráp, câu dìa, câu hói, lô suối. Và ngọn nó như thế này. Ngọn nó là dòng carbon xoắn xoắn vòng. Hai giống kề gốc là carbon xoắn ít như thế này. Ngoại hình thì cây này còn rất là mới, đẹp mới tầm khoảng 90-95%. Nói chung là hàng còn rất là đẹp mới. Cái này thì hàng liên doanh nha các bạn. Abu giờ hàng mới toàn là sản xuất ở China thôi, Trung Quốc, hàng liên doanh. Đa phần các dòng đời cao bây giờ toàn là các thương hiệu lớn đều là được sản xuất ở Trung Quốc hoặc là Indo, Thái Lan. Tại vì giờ hàng sản xuất hay nhập thì giá thành nó rất là cao. Hàng liên doanh thì nó rẻ hơn và chất lượng thì nó vẫn vậy thôi. Mã này là mã số 1 nha. Mã số 1 này nặng là 89g, thu gọn 55cm. Cái này là một cái rút mini. Mã số 1 này có giá là 2,1 triệu. Cứng UL nha các bạn. Mã số 1, 2,1 triệu. Tiếp theo là cây số 2. Số 2 đây mình có là một cây mini 4 khúc. Cái này là một cây mini 5 khúc. Cái này là cũng của Abu luôn. Dòng này là dòng Abu Israfil nha. Mini 5 khúc, dài là đây. Nó có 5 khúc tất cả như này. Thông số của nó là như thế này các bạn. Cái này là dài 9,3 feet, tương ứng là dài 2m79, là gần 2m8 nha. Cái này là một cây máy đứng, cây cần máy đứng, dài là 2m78. Lua mồi của nó là từ 7-35g. Size mực thì cái này size mực từ 2.5-3.5, lua tầm khoảng 19g mực nha. Mồi tôm lua mực các bạn. Còn lua ở với môi trường gió thì nó lua được 3/4 OZ, tương đương với 21g nha. Cái này thì tải cá là từ 5-14 lb, tầm khoảng 7kg. PE chạy từ 0.8-1.5, dài là 2m78, cần 5 khúc. 5 khúc như thế này, này có 5 khúc này. Còn tay cầm của nó, tay cầm cán mút xốp này như thế này, góc cầm này. Chất của nó là chất carbon xoắn ít hay da. Dòng này thì cũng là hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Thì đa phần hàng đời cao bây giờ toàn là sản xuất ở Trung Quốc thôi các bạn. Ở Trung Quốc là nhân công rẻ. Còn dòng này thì nó nói chung là kỹ thuật và chất lượng của cần thì vẫn sản xuất theo tiêu chuẩn chung của hãng. Hàng này là hàng của Fuji. Nói chung là nó cũng không khác biệt. Khuyên này là khuyên Fuji Yakunai. Cái này thì ngọn của nó mình đo được là 1.5 ly. Nặng là 160g, ngoại hình thì còn rất là mới đẹp như thế này. Cái này thì phô rất là dày này. Phô rất là dày nha.
Bu nó là bu phu xếp chống xoắn quen Fujia Kunai. Cái đây thì có 5 khúc, nặng 160g, mã này là mã số 2 nha các bạn. Mã số 2 này có giá là 2.600.000. Số 2 giá 2.600.000. Tiếp theo là cái cần số 3. Số 3 đây mình có là một cần của Major Craft. Dòng này là dòng N1. Cái này thì vật liệu nó, chất liệu nó là làm bằng nano carbon nha, nano carbon. Và chất của nó là chất carbon xoắn ít, ít rubbing, là làm bằng vật liệu nano carbon. Ngoại hình tổng thể như này, cái này là hàng nội địa Nhật. Dòng này là dòng low zip, light zip hoặc là slow zip, bằng tay cầm của nó tay cầm cán bút xốp như thế này. Cái này là cây máy ngang, bát của nó là bát Fuji, bát vặn. Cái này thì khoen của nó là dòng micro khoen, và khoen của nó là khoen Fuxit nha. Fuxit chất của nó là chất micro khoen nha các bạn. Đây. Khoen rất là nhỏ này. Khoen này dính bụi. Dòng micro khoen, khoen rất là nhỏ như thế này. Cái này thì thông số của nó là dài 7 feet. 7 feet tương ứng là 2m1, lô mồi là từ 10 đến từ 35, từ 10 đến 20g. Từ 35 đến 75g thì cái này là dòng slow zip. B của nó là chạy từ 0.4 đến 1. Ngoại hình thì còn rất là sáng đẹp, ngọn này rất là mảnh. Cái này cũng thích hợp cho khách nào lưu suối, câu mực, câu trap hoặc là câu slide zip. Cái này là cái số 3, ngọn này 0.8 ly, nặng 100g. Khoen Fuxit, dòng micro khoen, mã số 3 giá là 1.800.000. Ngoại hình tổng thể như thế này, ngọn rất là mảnh dẻo, ngọn này cực kỳ dẻo luôn. Cái này thích hợp cho khách nào câu trap hoặc là câu lai dít. Tiếp theo là câu cây số 4. Số 4 ở đây mình có là một cái cần của Major Rap. Cái này là dòng slice, dòng là hàng thương hiệu nội địa Nhật nha. Dòng này là của Major Rap nhưng mà cây này là được sản xuất ở Nhật. Còn tay cầm của nó tay cầm cán bút xốp, cầm máy ngang, bát của nó là bát vặn của Fuji. Khoen này là khoen Fuxit. Cái này thì có 2, 4, 6, 7 khoen. Có tất cả là 7 khoen bao gồm cả đầu bu. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này, tay cầm cán bút xốp. Ngoại hình thì cái này còn rất là sáng đẹp mới này. Dài là 6 feet, tương ứng là dài 1m8, cứng ML. Lua mồi là từ 10g đến là 14g. Tải cá từ 8 đến 14 lb, cái này tải tối đa tầm khoảng 6,5 kg, 7 kg cá. Ngoại hình tổng thể này, ngoại hình thì cái này cũng còn rất là mới đẹp. Ngọn này mình đo được là, cái này thì ngọn của nó mình đo được là 1.8 ly nha các bạn. Ngọn 1.8 ly. Cái này là mã số 4, nặng là 120g, cái này có giá là 1.700.000. Tiếp theo là cái cần số 5. Cái cần số 5 ở đây mình có là một cần của Major Rock. Cái này là cây Major Rock, dòng này là dòng Rock Test nha. Dài là 8 feet 6 inch, tương ứng là dài 2m58, dài 2m58, lua mồi mắc là lua mồi mực mắc là 3.5g, tương ứng là 21g mồi thường nha các bạn. Line là B của nó là chạy từ 0.6 đến 1.5. Cái này là một cây dùng để cho khách nào câu dít mực hoặc thích câu lua mà lua dẻo, độ cứng nó tương ứng với tầm khoảng ML nha các bạn, tương ứng với ML. Còn tay cầm của nó tay cầm cán mút xốp này. Khoen của nó là khoen Fuxit, dòng khoen nòng súng chống xoắn như này, dòng khoen nòng súng chống xoắn. Cái này thì dài là 2m58. Có tất cả là 2, 4, 6, 8 khoen bao gồm cả đầu bu. Và khoen, hai khoen đầu tiên nó dòng khoen nòng súng như thế này, khoen Fuxit. Ngoại hình thì cái này cũng còn rất là mới đẹp, có túi cần, trầy sức ít. Ngọn này mình đo được là 1.9 ly nha. Ngọn 1.9 ly, bu đó là bu Fuxit chống xoắn. Dài 2m58. Cái này là mã số 4, mã số 5. Mã số 5 này nặng là 110g, cái này có giá là 2.1 triệu. Cái này thì về có túi như thế này, đây có túi như thế này nha các bạn. Tiếp theo là mã số 6. Số 6 đây mình có là cây Daiwa, dòng này là dòng Daiwa Zip Cutter. Cái này là cây Daiwa Zip Cutter dài 8 feet 7 inch, tương là dài 2m6.
Độ cứng là cứng MH. Lưu mồi là từ 35 đến 90 gram. Tải cá là từ 20 đến 30 lb, tối đa là tầm khoảng 14-15 kg cá. Cây này thì hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Đai qua dít cắt tơ. Ngoại hình tổng thể của cần như thế này. Tay cầm của nó tay cầm cán mút xốp này. Bát này là bát phẩm của Fuji, cần này là cần máy đứng. Cây này thì khoen của nó là khoen Fuji Akonai. Đây. Khoen này là khoen Fuji Akonai. Cây này có 2, 4, 6 khoen bao gồm cả đầu bô. Ngoại hình tổng thể của cần như thế này. Cái này là hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc nha. Ngoại hình thì cần còn rất là mới đẹp. Độ mới cái này mới tầm khoảng 85-90%. Bu nó là dòng bu chống xoắn. Bu nó là dòng bu chống xoắn. Ngọn này mình đo được là 2.4 ly, 2 ly 4. Nặng là 200. Cái này nặng là 230g. Mã số 6. Nặng 230g, cái này có giá là 2.4 triệu, mã số 6. Thích hợp cho khách nào lua gờn, lua lóc bông, lua chẽm. Tiếp theo là mã số 7. Số 7 ở đây mình có lồng cuối cần của Shimano. Cái này là cây Shimano, dòng này là dòng sốt tay giặt ven nha. Ikin là dòng lua mực. Cái này thì dài là 8 feet, tương là dài 2m4. Cái này là dài 8 feet 3 in, tương là dài 2m49 nha các bạn, gần 2m5. Mồi mực của nó là từ 2.5 đến 4 gram thì tối đa là tầm khoảng 21 gram. Mồi mực là 21 gram. Cái này thích hợp cho khách nào thích lưu cảm giác độ cứng của nó tương ứng với tầm khoảng cần L nha. ML nha các bạn, ML. Ngoại hình tổng thể của cần như thế này. Khoen của nó là khoen Fuji Akonai. Cái này là liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. BE của nó là chạy từ 0.8 đến 1.5. Dòng carbon xoắn gân như thế này. Quay này ba đầu tiên này. Cái này thì ngọn của nó mình đo được là 1.7 ly. Ngọn của nó là 1.7 ly. Nặng là 115g. Cái này thì khá là nhẹ nha các bạn. Nặng 115g. Ngoại hình thì cũng còn rất là mới. Mới tầm khoảng 85%. Mã số 7 giá là 1.700.000. Tiếp theo là mã số 8. Số 8 ở đây mình có lồng cái cần của Major Rap. Cái này là Major Rap. Dòng là dòng Skyrock. Đây, Skyrock hàng mà là hàng limited nha. Thông số nó như thế này. Cái này là dài 7 feet 2 in, tương ứng là dài 2m14, dài 2m16. Lua mồi của nó mắc là 42g. BE của nó là chạy từ 100 đến 400. Chất của nó là chất carbon xoắn vòng 2 da. Đây, xoắn 2 lớp như thế này. Carbon xoắn gân, xoắn vòng. Xoắn vòng hai lớp như thế này, có nổi gân nha. Khoen của nó là dòng khoen K. Dòng này là dòng KR khoen. Lọ đó là lọ xích nha. Đá xích, khoen full xích, dòng KR khoen. Chất bu nó là dòng bu full xích chống xoắn. Cái này thì ngọn của nó mình đo được là 2.4 ly. Đây, ngọn 2.4 ly. Ngoại hình thì cái này cũng còn rất là mỡ đẹp này. Cái này thì về có tuổi cần. Cái này là một cây cần máy đứng nha các bạn. Cần máy đứng. Túi cầm của nó như thế này. Đây, dòng này là dòng KR khoen này. Ring của nó là ring xích, là cái lõi đá của nó là khoen full xích nha các bạn. Thì mã này là mã số 8. Nặng 160g, cái này giá là 2.4 triệu. Mã số 8 giá 2.4 triệu. Tiếp theo là mã số 9. Số 9 ở đây mình có là một cây Daiwa, dòng này là dòng Daiwa Zcutter MX. Là Zcutter MX. Dài là 9 feet 6 in, tương ứng là dài 2m88, có nghe M. Lô mồ là từ 10 đến 40 gram. Zip mồ là từ 10 đến 60 gram nha. BE của nó là chạy từ 1 chấm đến 2 chấm. Cái này thì hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc. Ngoại hình tổng thể của cần là như thế này. Tay cầm của nó là tay cầm cán mút xốp này. Có rầy xước phần giống kề gốc, giống gốc này, giống gốc ở đây. Có sờ xước nhẹ đoạn này. Bát của nó là bát Fuji, bát vặn. Khoen của nó là dòng KR khoen. Loại của nó là loại đá xít. Đây, khoen như này. Bu đó là dòng bu cho bu phu xích chống xoắn. Cái này thì ngọn của nó mình đo được là 2.2 ly. Ngọn 2.1 ly mình mở nhông. Cái này là ngọn 2.1 ly nha. Ngoại hình tổng thể này.
Cái này thì ngoại hình còn khá là mới đẹp, trầy xước ít mới tầm khoảng 80-85%. Có trầy xước một xíu ở đây thôi. Mã số 9 nặng 200g, cái này giá 2,5 triệu nha các bạn. Giá 2,5 triệu. Tiếp theo là mã số 10. Số 10 ở đây mình có là một cây cần của Abu. Cái này là cây cần Abu X-Rockfield. Thông số nó như này. Cái này là cây Abu X-Rockfield, dài là 9,6 feet, yên tương là dài 2m88. Lưu mùa là từ 7-35g, size mực là từ 2.5-3.5. Cái này thì mua lưu ở môi trường gió là lưu được mồi 21g nha. Tải cá là từ 5-14 lb, tải tầm khoảng 7 kg cá, BE chỉ từ 0.8-1.5. Chất của nó là chất carbon solid. Khuy là khuyên Vujia Konai. Dài là 2m88. Dòng Abu thì cần ngọn của nó khá là mảnh. Cái này thì ngọn của nó mình đo được là 1.6 ly. 1.6 ly, bu nó là bu chống xoắn. Cái này thì ngọn của nó là 1.6 ly, nhưng mà dòng này tải rất là tốt. Nói chung là cần Abu thì lua được mồi nặng và tải rất tốt, nhưng mà ngọn thì khá là mảnh. Chất của nó là chất carbon xoắn gân này, gốc là carbon xoắn X2 da. Ngoại hình thì cái này cũng còn rất là mới. Hàng liên doanh được sản xuất ở Trung Quốc nha. Mã này là mã số 10, nặng 140g, giá là 2,4 triệu. Tiếp theo là mã số 11. 11 ở đây mình có là một cái cần của đây. Cái này là cây Shimano Cork Tipper BB S100M. Cái này thì đời của nó đời 2021. Cork Tipper đời 2021. BE mắc của nó là 2 chấm. Dít mồ là tối đa là 60g, câu blue-kin mắc là 40g. Cái này là vừa câu blue-kin lure gần hoặc là câu dít được nha. Đây, lô mồ của nó là 4, mắc của nó là 60g. Cái này là dài 3m 2 khúc. Đời 2021, sản xuất ở Trung Quốc, hàng liên doanh. Chất của nó là chất carbon xoắn X2 da. Bát của nó là bát vặn của Fuji. Khuyên này là khuyên Fuji Konai dòng KR khuyên. Đây, khuyên KR này. Cái này là đời 2021 nha. Cái này thì có 2, 4, 6, 8. Có tất cả là 8 mức khuyên, bao gồm cả đầu bu. Ngoại hình tổng thể của cần như thế này. Phần gốc cần này, tay cầm cái mút xốp như thế này các bạn. Bát này là bát vặn của Fuji. Chất của nó là chất các bo xoay nhất như thế này. Ngoại hình thì cái này cũng còn rất là sáng đẹp, sờn sức ít. Cái này thì bu đó là bu full set chống xoắn. Ngọn này mình đo được là 2.2 ly, dài là 3m. Cái này là mã số 11, nặng là 240g. Cái này có giá là 3 triệu. Mã số 11 giá 3 triệu nha. Tiếp theo là mã số 12. 12 đây mình có là mũi cần của Major Rock. Cái này là cây Major Rock, dòng này là dòng Skyrock. Dài là 3m, 10 feet 3m. Lô mồi là 40g, tối đa là cộng trừ 10g. Thì cái này lô mồi từ 30-50g nha. BE của nó chạy từ 1.0-2.5. Chất của nó là chất carbon xoắn vòng, hai da có nội cân như thế này. Ngoại hình tổng thể đây. Tay cầm của nó, tay cầm cá mút xốp. Khuyên của nó là dòng khuyên KR. Lõi của nó là lõi đá xích nha, khuyên full xích dòng khuyên KR. Đây, có sợi nhẹ ở đây một xíu. Còn máy đứng, bát của nó là bát vặn của Fuji. Cái này là dài 3m, có tất cả là 2, 4, 6, 8 khuyên mua và đầu bu. Chất carbon xoắn vòng như thế này. Cái này thì ngọn của nó mình đo được là 1.9 ly. Bu chống xoắn nha, ngọn 1.9 ly. Dài là 3m. Lô mồi là từ 30-50g. Hàng của Major Rock. Cái này là hàng nội địa nha các bạn. Cái này là hàng nội địa nhập. Mã này là mã số 12. Nặng là 200g. Cái này giá 2,8 triệu.
Tiếp theo là mã số 13. 13 đây mình có là một cái cần của Major Rap. Cây này là cây Rotec. Cây này là cây Rotec, dài là 9.6 inch, cần cái MH tương ứng là dài 2m88. Lumen là từ 40 đến 80 gram, BL nó chạy từ 1 chấm đến 3 chấm. Cây này là hàng liên doanh, được sản xuất ở Việt Nam. Phần tay cầm của nó tay cầm cán mút xốp như thế này. Khuyên của nó là dòng khuyên KR. Khuyên Aconai. Dòng khuyên KR nha. Cái này thì cái sứ này nó hơi bẩn. Có cái MH, cây này thích hợp cho khách nào lua gần, lua chẽm. Sân khá lớn. Bu đó là dòng bu chống xoắn. Cây này thì ngọn nó mình đo được là 3.2 ly. Cây này thì ngọn khá là cứng này. Ngọn cứng. Thích hợp cho khách nào lua gần, lua chẽm. Chất của nó là chất carbon so với than da. Ngoại hình thì cây này cũng còn rất là mới đẹp. Hàng liên doanh, được sản xuất ở Việt Nam. Mã số 13, nặng 240g. Cây này giá 2.5 triệu nha. 2.5 triệu, mã số 13. Tiếp theo là mã số 14. 14 ở đây mình có là một cái cần của Shimano. Cái này là cây Shimano X-Rider. Hông số này. Cái này là dài 6.6 inch, tương là dài 1m98. Độ cứng là cứng M. Lumen là từ 7 đến 21g. Tải cá là từ 8 đến 16 lb. Cái này tải tối đa là tầm khoảng 8kg cá nha. Hàng liên doanh, được sản xuất ở Trung Quốc. Ngoại hình tổng thể của cần là như thế này. Phần tay cầm của nó là tay cầm cán mút xốp. Bát của nó là bằng vật liệu C 4 cộng nên nó rất là nhẹ, siêu nhẹ, cần mấy ngang nha các bạn. Bát vặn của Fuji. Khuyên này là khuyên Fuji Aconai. Khuyên Fuji Aconai, cây này thì có 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Có tất cả là 10 khuyên bao gồm cả đầu buông. Dài là 1m98, cứng M. Cây này thích hợp cho khách nào luôn lóc. Lô mồi tối đa là 21g. Chất của nó là chất carbon so với than da như thế này. Ngoại hình thế này, cái này thì cũng còn rất là mới đẹp, trầy xước ít. Ngọn này mình đo được là 1.7 ly nha. Ngọn 1.7 ly. Còn X-Rider mà lua lóc thì rất là, nói chung rất là ổn, rất là ok. Mã số 14, nặng 100g. Cái này có giá là 2.900.000. Cái này thì về có túi cần như thế này nha. Tiếp theo là mã số 15. 15 ở đây mình có là một cần của Abu. Cái này là cây Abu Gaza, dòng là dòng Hornetstein Plus. Dài là 7.2 inch, tương ứng là dài 2m14, à 2m16. Dài 2m16, lô mồi là từ 3/8 đến 2 oz, tối đa là, cái này lô tối đa là 56g. 2/8, 28, 56g nha các bạn. Tải cá là từ 8 đến 25 lb, độ cứng là cứng H. Dòng khoen của nó là dòng micro khoen. Đây, dòng micro khoen. Khoen này là khoen Aconai, dòng micro khoen. Như này. Phần tay cầm của nó, tay cầm cán mút xốp. Đoạn trên này là cán mút bần này. Bát này là bát vặn của Fuji. Chất của nó là chất carbon so với than da như này. Bu đó là bu chống xoắn. Ngọn này mình đo được là 2.5 ly. Cái này thì rất là cứng, thích hợp cho cách nào lua lắp bông hoặc là lua chẽm. Cần mấy ngang nha các bạn. Mã này là mã số 15, nặng 140g. Cái này có giá 2.2 triệu. Cái này thì về có túi cần như thế này. Tiếp theo là cây số 16, cây cuối cùng. Số 16 đây mình có là một cây cần của Abu. Cái này là cây Abu dòng KRX. Ngoại hình tổng thể của nó là như thế này. Cái này là cây Abu, dòng là dòng Abu KRX nha. Dài là 9.1 inch, tương ứng là dài 2m73. Lumen là từ 1/2 đến 2 oz. Độ cứng là cứng H. Cứng H, lumen là từ 1/2, tối đa là 56g. Tải cá mắc là 24 lb. Cái này tải tối đa tầm khoảng 11 cái cá. BE là chạy từ 1 chấm đến 2.5. Ngoại hình tổng thể của cần như thế này. Phần tay cầm của nó tay cầm cán mút xốp. Chất của nó là chất X-Rubin, là chất carbon xoáy hai da. Cái này là cây cần máy đứng nha. Bát của là bát vặn của Fuji. Cái này thì dòng khoen của nó là dòng micro khoen, dòng KR khoen. Đây, khoen KR. Đây.
Quen KR như thế này. Lò của nó là lò axit. Quen full set dòng KR quen. Các quen ở trên là dòng micro quen, quen nhỏ như thế này. Cái này thì lưu mồ tối đa là 56g. Còn về thì rất là đẹp, có túi đầy đủ. Cái này thì ở trên thông số của hãng, cái này thì để là carbon 95% nha các bạn. Hàng này là cũng hàng liên doanh, được sản xuất ở Trung Quốc. Chất carbon xoắn ít như thế này. Ngoại hình thì cái này mới tầm khoảng 90-95%. Có túi cần đầy đủ, hàng này là hàng lướt. Ngọn này mình đo được là 2.0 ly nha các bạn. Ngọn này là ngọn 2 ly. Và nặng là 195g. Cái này thì cũng khá là nhẹ này. Cái này là mã cuối cùng, mã số 16, giá là 2.600.000. Còn về thì có túi đầy đủ nha. Mã cuối cùng, mã số 16, giá là 2.600.000. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 16 cái cần câu lua. Các bạn lấy kênh nào thì nhắn tin trực tiếp qua Zalo hoặc là số điện thoại 0971 387577. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.